Vale. Dạ. May là được con bé đấy. Được con lớn thì mới cần nó mới được. Đấy. Đấy, có thể ăn được không? Không ăn thì đánh cái con khác. Bé quá nhỉ. Đấy con ấy đi. Lấy con 5 cân thôi. 5 cân. Con này có mấy lạng. Không thua. Thả nó về à? Thả nó.